Chết rồi, cô giáo giao bài phải đi sang Tây để trải nghiệm giao tiếp với người nước ngoài mà lên đến tận đây rồi vẫn chẳng biết bắt đầu như thế nào cả. Đồ chết nát, phải làm thế nào bây giờ nhở? Ước gì có ai đó tự ra bắt chuyện với mình. Đây có phải định mệnh bắt mình nói chuyện với Tây không? Ôi, nhưng mà chết rồi, lần đầu gặp mặt, phải nói chuyện thế nào bây giờ? Chết cha, nói gì bây giờ nhỉ? Xin lỗi như thế nào cho lịch sự đây? Nếu mà người ta hỏi thì trả lời thế nào bây giờ? Với lại, mình rốt tiếng Anh thế này, người ta có chịu nói chuyện với mình không? Nên hỏi chuyện không nhỉ? Thôi, bỏ đi vậy. Đợi về mình học tiếng Anh giỏi lên đã, rồi lần sau cũng được. How many of you have been in this situation before? Now don't worry, don't be shy. We're only foreigners. We're not going to eat you. And honestly, it's okay if your English level is not that good because our Vietnamese level is probably not that good. All you need to do is three things. Have the courage to try, learn a few useful things, and most importantly, be confident. Excuse me, can you do me a favor? Yes, of course. What can I do for you? Can you be my tour guide in Hanoi? Oh, I'd love to. So, my name is V. My name is Sean. Nice to meet you. Sean? Oh, okay. Sean, let's go. Let's go. Hey, wait for me. By the way, actually, it should be Sean. S-H-A-W-N, not Sean. But that's okay if you can't get our names right, because honestly, we're probably not going to get yours right the first time. But still, if you get it right, that would make me happy. Hey! Hi! What's your name? I'm Kelsey. My name is V. Hi, nice to meet you. Can you speak Vietnamese? No, I can't. How are you? I'm good, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm good. Hey, what's your name? Hi, I'm Sean. My name is V. Nice to meet you. Can you speak Vietnamese? Not really, no. Oh, how are you? I'm pretty good. How about you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you, and you. Now, the grammar is accurate, but you shouldn't say it. Why? Because you sound boring. Everybody says, I'm fine, thank you, and you? And you sound like a robot. You should ask different questions other than, what's your name? How are you doing? What should you ask? I'll tell you in the next video. You gotta come back and watch. Oh, so how old are you? 52. Oh, I thought so. I was kidding. So big. How much do you weigh? Much more than you. Are you married? I'm single. You smell sweaty. When was your last shower? This morning, but it's hot. Oh, you look rich. How much money do you make? Not a lot. I'm gonna go. So, private information like salary and weight, we usually don't talk about these things when we first meet somebody. We wait until we get to know them a little better first. Now, if you ask us these things, we won't be really offended because we know culture is different. But if I were you, I wouldn't ask a stranger these things when you first meet them. Also, when you're talking to someone, make sure you don't just ask them questions like it's an interview. You want to tell them a little bit about yourself too, because you're interesting. Here you are. Oh, thanks. Can you recommend some good Vietnamese dishes? Oh, we have like pho, bún chả, spring rolls. Spring rolls. I've had those. They're delicious. How do you make them? They are made from egg, onion, pork, and then we are like, you know, we are... Stand rooted to the spot like that. Let's see how it's going to do in this case. They're made from egg, carrots, onion, pork, and then we are mixed together, and then we are like put it on the rice paper, and then we roll like this. So magical. I love it. Oh my god, you should fry it first. Đừng lo lắng khi vốn tiếng Anh của bạn không đủ để diễn tả cặn kẽ những gì mình mong muốn, bởi vì chúng ta luôn có một vũ khí bí mật, đó là body language.
đừng ngần ngại sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong những quả bí như thế này nhé. Oh, have you been to Temple of Iteration? No, I haven't, but it sounds interesting. Where is it? It's near here. You just go to like Tante Street and then go to Kunan and then go to Nguyen Khuyen. It's like just on the right of the like Nguyen Thái Học Street. Oh, and you can try like phở bún chả, bánh cuốn, bánh xèo. Whoa, okay. It's too much Vietnamese. I don't really know what you said. Ôi, quên mất. Đấy là thiếu sót của mình đã sử dụng quá nhiều từ ngữ tiếng Việt để diễn giải. Làm sao họ có thể hiểu được cơ chứ? Lần sau mình cần phải nói chậm lại, thậm chí là viết ra cho họ để giúp họ hiểu dễ dàng hơn. Và thậm chí là học những từ ngữ về món ăn Hà Nội bằng tiếng Anh. Các bạn nhớ bổ sung từ vựng về tiếng Anh nhé! Bạn là người mất gốc tiếng Anh và đang tìm kiếm giải pháp cho bản thân, hãy tham gia ngay chương trình học tiếng Anh toàn diện của Elite như dưới đây nhé! Ngoài các video bài giảng hàng ngày trên kênh YouTube của Elite Learning English, các khóa học online của Elite cũng cung cấp vô số bài tập luyện tập và bạn có thể học được ở bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, khóa học trực tiếp với giảng viên 1-1 cũng là giải pháp cực kỳ hữu ích đối với các bạn. Chúc các bạn sẽ thành công với hệ sinh thái tiếng Anh toàn diện của Elite Online nhé!